Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Inside Sharing. Tôi là Hà và tôi là người tạo ra cái chương trình Inside Sharing trong mùa dịch Covid-19. Và trong vòng 18 tháng thì Vivian là bà xã tôi và tôi đã phỏng vấn hơn 650 chuyên gia trên 60 quốc gia để đem những câu chuyện của họ, hành trình của họ, những bài học kinh nghiệm của họ đến chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể học, để các bạn có thể kết nối với họ. Và cái chuỗi video gần đây chúng tôi làm là chia sẻ lại những bí mật giúp cho các bạn hiểu được là trong quá trình chúng tôi phỏng vấn như vậy đó, có những cái gì chúng tôi đúc kết được để các bạn có thể áp dụng nếu như các bạn muốn trở thành một người kết nối chuyên nghiệp. Thì video này sẽ dành cho các bạn. Nếu các bạn thích chương trình chúng tôi làm thì xin các bạn hãy thả tim, subscribe vào cái chương trình của chúng tôi, follow cái kênh của chúng tôi để chúng tôi có thêm động lực làm những video mới, chia sẻ cho các bạn những bí mật giúp chúng tôi thành công trong việc gắn kết với chuyên gia trên toàn cầu, mà các bạn cũng có thể áp dụng nó trong cuộc sống và trong công việc của các bạn. Các bạn thấy người ta câu cá, con cá bự người ta kéo, cảm giác phê không? Phê ha. Các bạn biết không, cách đây khoảng 2015, bây giờ là 8 năm đó, một người bạn của tôi tên là Văn, Nguyễn Quốc Văn, người là người bạn từ cái thời còn cái chuồng tắm mưa đó, thời bé tí tẹo ấy đó, có rủ tôi đi câu. Rồi đi câu và đi câu cá ngoài khơi các bạn. Và từ đó tôi mới phát hiện là tôi có một cái sở thích, tôi rất thích câu cá. Thì ngày xưa Văn nó dắt tôi đi câu, thì câu những cái con cá mú nhỏ này. Và cảm giác mà khi cái con cá lên nó phê, nó thích. Khi chúng ta đang ngoài biển, quanh mình chả có ai, chỉ có sóng biển bao la vậy đó. Cảm giác nó rất là thoải mái đầu óc, rất là sung sướng. Nó gọi là câu cá vặt các bạn. Cho đến một hôm á, là tôi mới nói là ê, mình câu cá vặt cũng nhiều rồi đó, lâu thời gian rồi đó, tại sao mình không thử đi câu những con gì bự hơn. Khi đó thì Văn mới kêu ok, nếu mà câu cá bự hơn thì chúng ta phải câu đi buổi chiều để câu mực, rồi lấy mực đó sáng sớm đi câu, dùng con mực là mồi để câu cá bự và là câu cá đáy. Cái phạm vi, cái khoảng cách đi câu nó cũng xa hơn nữa, vài tiếng đồng hồ từ trong đất liền đi tàu ra ngoài khơi các bạn. Nhưng mà khi cảm giác câu và kéo cái con cá lên mà là con cá bự câu đáy đó, khác hoàn toàn. Cái thời gian chúng ta chờ nó cũng lâu hơn, cái lực mà nó vùng vẫy, nó kéo ngược lại mình cũng mạnh hơn. Cảm giác khi mình kéo và nó kéo mình kéo trên cái cần câu á, để kéo nó lên được trên bờ, bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái rủi ro nó có thể mất con cá đó, mất cái cần, mất cái mồi, mất những cái viên sắt để giữ thăng bằng cho cái sợi dây dây cước đứt gước, bao nhiêu cái xác suất xảy ra tới khi chúng ta kéo được con cá lên bờ. Nhưng khi câu cá đáy xong rồi, câu cá bự xong, không bao giờ tôi quay ngược lại để câu cá nhỏ, cá vặt nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ kể cho các bạn cái câu chuyện đó liên quan như thế nào đến cái hành trình mà chúng tôi đang chia sẻ, làm sao chúng tôi có thể kết nối được với hơn 650 chuyên gia trên 60 quốc gia trong vòng 18 tháng. Nó liên quan tới cái việc là làm sao phải câu được những con cá bự. Những con cá bự ở đây nó là metaphor, nó là một ẩn dụ. Nó là ẩn dụ vì cái người khách mời trong chương trình chúng tôi á, không thể gọi là cá được không các bạn. Bự ở đây nó là tên tuổi của họ, những cái gì mà họ được ghi nhận, những thành tựu của họ. Những người mà càng có nhiều thành tựu, có nhiều cái người theo dõi,
có tên tuổi lớn cho những gì họ làm thì chúng ta gọi họ là con cá bự. Những người ít tên tuổi hơn, ít kinh nghiệm hơn, ít được biết đến nhiều hơn thì đó là những con cá ít bự hơn, nhỏ hơn, hoặc là mình có thể gọi là những con cá cỡ chung. Thì câu cá bự ở đây là chúng ta phải tìm hiểu được những con cá bự ở đây là ai, họ đang ở nước nào, họ bự trong cái mảng nào, tại sao mình biết được họ là con cá bự, dựa trên những cái cơ sở, những cái gì để mình có thể định nghĩa được à họ là con cá bự. Và khi chúng ta tiếp cận những con cá bự, nó cũng giống như là cái nghề của tôi là nghề làm bán hàng. Thì những cái khách hàng bự, mình phải có những khách hàng như vậy bên cạnh những khách hàng nhỏ lẻ, bởi vì đơn hàng của họ sẽ to hơn, ảnh hưởng của họ đến cái business của mình nó cũng nhiều hơn. Rồi tên tuổi của họ nó cũng sẽ giúp cho mình có thể dựa vào đó để đi tìm những cái con cá bự khác, những cái business khác nó dễ dàng hơn nếu mà mình đã từng service những con cá bự như vậy. Ví dụ Coca-Cola hay là Pepsi là một công ty bự. Khi chúng ta service cho Coca-Cola hay service cho Pepsi thì mình có thể đến những cái công ty khác và nói hey, tụi tôi đã làm được cái này cho Coca-Cola, tụi tôi đã làm được cái này cho Pepsi. Thì người ta sẽ thấy là à, cái mức độ uy tín của mình nó cao hơn, mức độ tín nhiệm của mình nó cao hơn, người ta sẽ tin tưởng vào cái năng lực làm việc của mình, năng lực tổ chức dịch vụ của mình. Những con cá bự, và trong câu chuyện mà chúng tôi phỏng vấn chuyên gia hàng đầu thế giới cũng vậy đó, chúng tôi tiếp cận Marshall Goldsmith là một trong 10 người thinker nổi tiếng nhất trên thế giới hiện tại và số 1 thế giới về cái mảng khai vấn. Chúng tôi tiếp cận với Dave Ulrich là người ta gọi là cha đẻ của cái mảng nhân sự thế hệ mới. Chúng tôi tiếp cận rất nhiều con cá bự. Chúng tôi tiếp cận với lại Sandra Stolz là một con cá bự trong quân đội Mỹ. Và khi chúng tôi nói chuyện với Sandra xong rồi thì phần còn lại là rất là dễ. Hay là nói chuyện với Marshall Goldsmith xong rồi thì những người khác chúng tôi nói hey, tôi đã nói chuyện với những người này. Anh chị thấy họ cũng nói chuyện với chúng tôi đó. Anh chị hãy tham gia đi, chia sẻ đi. Tôi đảm bảo anh chị, các bạn sẽ rất là vui. Hay là trong cái mảng mà giáo dục, tôi nói chuyện với những con cá bự ở bên trường University of Virginia, như là anh Edward Hess, là the dean ở bên trường. Tôi nói chuyện với lại cô Zoe ở bên trường Yale. Tôi nói chuyện với lại rất nhiều giáo sư ở bên trường Harvard, ở Stanford. Đó. Trong cái mảng design thinking, tôi nói chuyện với Yori. Tôi nói chuyện với những anh chị là founding members của IDEO. Thì khi mình nói chuyện với những con cá bự như đó như vậy á, nó rất dễ cho chúng ta mở được cái cơ hội, mở được cánh cửa để nói chuyện với những con cá bự khác. Là một, mở cơ hội, mở cánh cửa cho chúng ta nói chuyện với những người mà chúng ta chưa biết. Mình nói là ok, các bạn thấy đó, những người đó tôi đã nói chuyện với họ rồi nè. Ok, các bạn tham gia nhé, các anh, các chị tham gia nhé. Chúng ta kết nối với nhau nhé. Cái gì nó cũng sẽ dễ hơn. Tuy nhiên con cá bự, nó cần các bạn đầu tư thời gian một cách rất nghiêm túc. Nó cần các bạn đầu tư thời gian để làm gì? Để biết họ là ai, tính cách họ như thế nào. Mà các bạn nghĩ là tính cách của một người đâu phải là dễ để biết nếu mà chúng ta không gặp họ. Tuy nhiên nó cũng không phải là khó, quá khó để chúng ta không biết được. Chỉ cần nhìn cái cách mà họ chia sẻ thông tin ở trên mạng xã hội, mình cũng có thể nói được là con người đó họ như thế nào. Ví dụ họ rất là active, nghĩa là rất là thường xuyên chia sẻ, thì những người này dễ tiếp cận hơn. Thì cách mình nói chuyện với họ, cách mình email cho họ, cách mình nhắn tin cho họ, cách mình kết nối với họ, mình phải làm sao để nhân rộng được những gì họ làm. Mà nói là ok, chúng tôi có một cái community, là một cộng đồng, nó đang có khoảng mấy chục ngàn người. Và chúng tôi rất là trân trọng cái công việc của anh, của chị đang làm. Anh chị có thể tham gia chia sẻ để cái cộng đồng của tôi mấy chục ngàn người này, họ có thể học hỏi và chia sẻ được cho cái cộng đồng của họ đang hoạt động, đang cộng tác, đang tham gia hay không. Một
người sẽ biết một mà, thì mấy chục ngàn người nó sẽ biết được cả trăm ngàn người, cả triệu người, nó symbol lại đó. Nó đơn giản là như vậy thôi. Và khi mình nói như vậy với những người active, đây là những người mà họ rất thường xuyên chia sẻ, cái xác suất là chúng ta có thể nhận được cái lời, nhận được cái sự đồng ý của họ cho cái lời mời của mình nó sẽ cao hơn. Còn những người mà họ ít chia sẻ, tên tuổi của họ rất nổi tiếng, họ là con cá bự, họ ít chia sẻ, có thể là bởi vì họ là những người họ bận phải nghiên cứu, hay là cái tính cách của họ là tính cách introvert, là những người sống nội tâm, họ không muốn người ta biết về họ nhiều quá. Thì khi chúng ta kết nối với họ, mình phải viết cái email như thế nào để giới thiệu về mình, hay viết cái tin nhắn như thế nào để giới thiệu về mình mà đừng có phô trương quá về cuộc đời của họ. Họ là người đã hướng nội, họ là người đã không muốn chia sẻ nhiều trên những nền tảng mạng xã hội, nghĩa là họ đang muốn làm tàu ngầm núp ở dưới đáy sâu, họ không cần phải trồi lên, lâu lâu mới trồi lên một lần. Thì mình viết email nó lại khác, mình kêu hey, tôi biết anh, tôi biết chị, tôi biết ông bà rất là lâu rồi, và tôi rất là ngưỡng mộ cái việc anh chị ông bà làm những công việc này, viết cuốn sách này, tham gia những diễn đàn này, chia sẻ những chuyên môn này, dạng như vậy. Và ngoài kia có rất nhiều người họ cũng muốn hiểu hơn về cái hành trình để anh với chị, và các bạn nhớ cái chữ ở đây là hành trình nha, hành trình để anh với chị và ông với bà đến được ngày hôm nay. Chắc chắn nó sẽ không dễ, chắc chắn anh chị ông bà phải đã từng gặp rất là nhiều cái thử thách, rất là nhiều cái khó khăn để đến được ngày hôm nay. Và ngoài kia người ta đang muốn hiểu được cái khó khăn đó nó như thế nào, cái thử thách đó nó như thế nào, làm sao anh chị ông bà vượt qua được những cái khó khăn đó, những cái thử thách đó. Bây giờ anh chị ông bà có thể chia sẻ lại một chút cái hành trình đó, để ai đó lắng nghe cái câu chuyện mà anh chị ông bà chia sẻ, họ sẽ cảm giác được những cái điểm tương đồng, họ sẽ cảm giác tự tin hơn để tiếp bước cái con đường của họ, tự tin hơn để đi tiếp cái hành trình đó mạnh mẽ đó. Khi chúng ta chuyển hóa cái câu chuyện này, thay vì nói chuyện với về họ, thì bây giờ mình nói về hành trình của họ, cái xác suất chúng ta có được con cá bự đó nó dễ hơn, nó thuận lợi hơn. Cho nên là mỗi người chúng ta phải tìm cách biến chuyển cái câu chuyện của mình, cái phương pháp nói chuyện của mình. Và khi các bạn có những con cá bự như vậy, các bạn biết không, họ có cái cộng đồng của họ nữa. Khi mình tiếp cận một con cá bự, mình nói chuyện với họ, mình kết nối với họ, mình chia sẻ được câu chuyện của họ xong, mình tiếp tục follow up đó. Mình theo bước của họ và mình hỏi anh chị ông bà, cái hành trình của mọi người đi, có ai là những người mà anh chị với ông bà thấy thích không, thấy quý không, thân và có thể tham gia trong chương trình như tôi đang làm với anh chị với ông bà này, mà câu chuyện của họ sẽ đem được nguồn cảm hứng vô tận cho những người nghe khác, anh chị có thể cho tôi 3 cái tên không? Mình đừng hỏi 10, mình cũng đừng hỏi 1, 1 thì ít quá. Khi mình hỏi 3, thứ nhất họ sẽ phải suy nghĩ là ai là 3 cái tên mà họ sẽ chia sẻ cho mình đó. Và khi họ có 3 cái tên như vậy, mình đã có thêm 3 người mình có thể kết nối dựa trên cái mối quan hệ của mình đang có hiện hữu với lại con cá bự mà mình đang phỏng vấn này. Thì xác suất bạn gặp được 3 con cá kia nó khó hay dễ? Đó. Mỗi con cá bự nó có bao nhiêu cái lợi ích, bao nhiêu cái lợi ích cho cái người đi câu? Có thịt nhiều hơn, bán được giá hơn, đỡ mất công câu hơn là những con cá bé. Thì chúng ta phải làm sao chúng ta tìm được một cái danh sách những con cá bự của mình, họ là ai, họ làm gì. Còn một cái nữa nha các bạn, khi các bạn nói chuyện với con cá bự, các bạn phải đầu tư thời gian để nghiên cứu về cái ngành của họ nữa. Và đó đòi hỏi các bạn phải là những người mà thích
thích tìm hiểu thông tin thêm, thích học hỏi thêm. Ví dụ khi chúng ta nói chuyện về design thinking, về cái suy nghĩ của những người sáng tạo ấy, ít ra chúng ta phải học về design thinking. Design thinking nó là cái gì? Chúng ta phải học về creative, là về creativity, là sáng tạo, về innovation đó. Thì mình phải học những cái chủ đề đó, mình học sâu vào nó một chút. Mình không thể bằng những cái chuyên gia này được, bởi vì họ dành được 10 năm, 20 năm, 30 năm để làm trong cái mảng đó, thì họ là chuyên gia. Mình không phải là chuyên gia, nhưng mình đến với họ không thể đến theo cái dạng như là một cái trẻ con được. Mình phải biết một chút căn bản, để cái câu chuyện nó không có bị đi chệch hướng, nó đi một chiều. Khi câu chuyện nó đi một chiều thì những con cá này họ sẽ cảm giác thiếu đi sự tôn trọng từ bạn, từ tôi. Và khi họ thấy thiếu đi sự tôn trọng, cái câu chuyện của họ, cái cảm xúc của họ đang chia sẻ, nó đang ở trên này, nó phải ạt xuống. Và nếu như tôi và bạn nói chuyện với ai đó mà mình cảm giác là nó không đồng điệu, nó không còn vui nữa, thì chúng ta sẽ cảm giác như thế nào, sẽ làm cái gì? Chúng ta không nói nữa. Chúng ta nói hời hợt, chúng ta tìm cách để cho câu chuyện nó trôi qua, nó thời gian nó trôi qua nhanh, chúng ta không còn gắn kết nữa, thì câu chuyện nó sẽ nhạt nhẽo vô cùng. Ok, để cho các bạn đi kết nối và mở rộng cái mối quan hệ của mình, làm thế nào thì làm, các bạn phải tìm cho mình được những con cá bự. Những con cá bự như vậy sẽ giúp cho các bạn chắp cánh bay lên để tìm, để mở được mối quan hệ mới ngày một nhiều hơn. Vậy nha các bạn, chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Nếu các bạn thích chương trình chúng tôi làm thì xin các bạn hãy thả tim, subscribe vào cái chương trình của chúng tôi, follow cái kênh của chúng tôi, để chúng tôi có thêm động lực làm những video mới, chia sẻ cho các bạn những bí mật giúp chúng tôi thành công trong việc gắn kết với chuyên gia trên toàn cầu, mà các bạn cũng có thể áp dụng nó trong cuộc sống và trong công việc của các bạn.